Rồi xin mời Hội Thánh chúng ta cùng đứng lên. Kính lạy Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con và Đức Chúa Trời Ba Ngôi, Đức Cha, Đức Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh. Chúa ơi, chúng con biết là Chúa là đấng tạo hóa và chính Chúa cũng là đấng đã thiết lập hôn nhân. Để qua hôn nhân mà dòng dõi con người của chúng con cứ tiếp tục được lan truyền ở trên đất trần này như đại màn hình của Chúa. Cảm ơn Chúa đã thiết lập hôn nhân. Cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con có cha, có mẹ, có con. Và từ đó mà xã hội và hội thánh cứ tiếp tục được tiến triển từ đời này qua đời kia. Buổi sáng hôm nay chúng con cảm ơn Chúa vì anh chị Trần Phạm Nhật Hùng và chị Hảo ở tại đây đã cùng cháu Trần Nhật Hân Christine đến đây đã để muốn dâng con cho Chúa và cũng muốn bày tỏ cái lòng ký thác của anh chị cho niềm tin ở trong Đức Chúa Giêsu, cũng như cái hứa nguyện của anh chị là sẽ dạy con của mình lớn lên ở trong lời của Chúa và sẽ gìn giữ cháu ở trong cái sự lời của Chúa hướng dẫn. Và đó là một cái điều chúng con cầu nguyện, xin Chúa ngài ban phước cho anh chị, cũng như xin Chúa ngài ban ơn để cho vấn đề sức khỏe của anh chị, hôn nhân và hạnh phúc gia đình của anh chị càng ngày càng sẽ được tiến triển ở trong hồng ân của Chúa. Chúa ban ơn cho anh chị được có công ăn việc làm, được ơn trước mặt Chúa, trước mặt mọi người, và trong công ăn việc làm và nơi chốn thương trường cũng được ơn trước mặt mọi người nữa. Chúng con cảm ơn ngài nhiều lắm. Con cầu nguyện xin Chúa ngài cho để cho anh chị sẽ có được sự khôn ngoan tìm kiếm Chúa để mà dạy cháu và cầu nguyện cho cháu, sống làm gương cho cháu, để cho cháu Nhật Hân này sẽ được lớn lên ở trong cái bối cảnh của lời Chúa và của sự sinh hoạt của Hội Thánh. Chúng con cảm tạ Ba Ngôi Đức Chúa Trời nhiều lắm. Chúa cho để hai cậu anh trai cũng biết thương em gái của mình, cũng như xin Chúa ngài cho cô con gái này lớn lên cũng biết yêu thương hai người anh, và ba anh em chơi với nhau không có một cái sự gọi là tranh cạnh hoặc là ganh tị hoặc là đố kỵ giữa vòng nhau, nhưng mà biết yêu thương nhau, nhường nhịn nhau và bảo bọc nhau. Chúng con cảm ơn ngài nhiều lắm. Chúa ban ơn để cho cháu Nhật Hân này sẽ được lời của Chúa. Chúa ban ơn cho cháu để cháu sớm có sự khôn ngoan để nhận biết Chúa, để tiếp nhận Chúa và thờ lại Chúa. Chúng con cảm tạ Ba Ngôi Đức Chúa Trời nhiều lắm. Chúa ơi, chúng con không biết nói gì cái phần quà mà Chúa ban cho gia đình thêm được cháu Nhật Hân này ở trong mùa Giáng sinh năm 2016 này, đó là quả là một cái món quà rất là ý nghĩa. Chúng con cầu nguyện xin Chúa ngài cho để anh chị biết sử dụng cái món quà này theo ý muốn thánh của Chúa, làm vinh hiển danh của Chúa, đem lại sự bình an hơn, hạnh phúc hơn và vui thỏa hơn ở trong gia đình của anh chị và hai cháu trai nữa. Chúng con cảm ơn ngài. Chúng con cũng cầu nguyện cho bà nội, bà ngoại, chúng con gia đình hai bên, chúng con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Cũng đứng vào để giúp đỡ cho con, cho dâu, cho rể và nhất là cho cháu. Và điều đó chúng con cảm ơn ngài. Nhưng mà xin Chúa cho để cho anh Hùng với chị Hảo nhớ rằng ai dạy thì dạy, nhưng mà mình vẫn là cái người dạy con của mình. Thành ra xin Chúa ngài ghi khắc điều này và xin Chúa ban cho anh chị được ơn để có thể tiếp tục cầu nguyện, sống và hướng dẫn gia đình của mình đi trong sự kính sợ Chúa. Chúng con cảm ơn cha. Chúng con cùng với Hội Thánh của Chúa tại đây cúi đầu vào lòng dâng cháu Nhật Hân Christine cũng như anh chị Trần Phạm Nhật Hùng và chị Hảo cùng như gia đình hai cháu trai lên trước ngôi vị của Chúa. Nguyện xin Chúa ngài ban phước cho một cách duyên dật. Nguyện xin Chúa ngài ban ơn cho và xin Chúa ngài phù trợ cho để rồi danh Chúa được vinh hiển qua đời sống của anh chị và qua đời sống của các con một cách rõ ràng. Chúng con cảm ơn ngài. Chúng con hiệp tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.